Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 đến 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 đến 1.200 đô thị. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết quan trọng này, đồng thời nhấn mạnh đô thị hóa là tất yếu, khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể, bổ sung cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu nêu trong nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng kế hoạch ngành địa phương. Sáng nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 là 2.319 tỷ đồng, trong đó cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 2.000 tỷ đồng với gần 40.000 khách hàng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 146 tỷ đồng với hơn 12.554 khách hàng. Tại Đồng Tháp, tính đến ngày 15 tháng 5, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 1.070 hộ vay với số tiền 41 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của Ngân hàng Chính sách Xã hội và các bộ ngành địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm nguồn vốn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách tín dụng ưu đãi để nhân dân và các đối tượng được thụ hưởng chính sách biết, thực hiện và giám sát bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện hiệu quả cho chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 60, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2022. Tại buổi lễ, Thường trực Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho 26 đảng viên thuộc các đảng bộ thành phố Cao Lãnh, huyện Châu Thành, huyện Lấp Vò, huyện Tháp 10 và huyện Lai Dung. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, đối với những đảng viên vì sức khỏe không thể đến dự lễ trao huy hiệu Đảng chiều ngày hôm nay, Thường trực Tỉnh ủy sẽ đến trao cho các đảng viên tại nơi ở hoặc các cơ sở điều trị. Đồng chí Lê Quốc Phong chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình cống hiến của đảng viên đã có đóng góp tích cực vào sự đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đồng thời, chúc các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe cùng gia đình và con cháu. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức, truyền thống cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và luôn là tấm gương sáng để con cháu, các thế hệ cán bộ đảng viên noi theo vì mục tiêu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cũng trong chiều nay, đồng chí Quỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Hoàng Khang, đảng viên chi bộ ấp K9 thuộc Đảng bộ xã Phú Đức, huyện Tam Nông. Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Sen Ngày Mới là sự kiện quan trọng nhiều ý nghĩa, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như trải nghiệm không gian sen của Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố trong cả nước, thưởng thức ẩm thực, quà lưu niệm, các sản phẩm đặc sắc từ sen, xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen và các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày mai 19 tháng 5 trên kênh truyền hình quốc gia VTV9, truyền hình Đồng Tháp và một số đài địa phương. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7, ngày 8 tháng 7. Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi quan trọng này, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cuộc họp vào chiều ngày hôm nay. Điểm mới của kỳ thi này là thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Trừ thí sinh tự do, hiện 100% thí sinh của tỉnh đã hoàn thành việc đăng ký, với trên 15.000 thí sinh dự thi. Ông Đoàn Thắng Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo để sớm ban hành. Trong quá trình tổ chức kỳ thi, ông Đoàn Thắng Bửu cũng lưu ý các ngành liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị các phương án để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, chú ý đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, cơ sở vật chất, vân vân. Sáng nay, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa nhà trường với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp. Hai đơn vị đã thống nhất các nội dung phối hợp cụ thể về nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ và kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, trao đổi, phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, tư vấn về khoa học và công nghệ. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định cho phép thành lập Hội Ngành hàng Sen tỉnh Đồng Tháp. Hội Ngành hàng Sen Đồng Tháp là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ hội, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Công Thương và các sở ngành liên quan đến hoạt động của hội.